Hello, xin chào anh em. Muốn khách hàng của các bạn hãy tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của em, đó là Isuzu đến từ Nhật Bản. Một phiên bản xe thùng kính đời 2020, công ty xuất hóa đơn 320 triệu anh em. Công ty xuất hóa đơn cao 320 triệu. Nhưng mà con xe này bên mình đang dự kiến cho bán cho anh em là 390 triệu nha. 390 triệu. Ghế bọc nỉ, bao rút hồ sơ gốc nha anh em, bao đăng kiểm mới lại, nói chung là xe zin toàn bộ anh em, rất là đẹp. Phiên bản thùng kính có cửa hông, thường tiêu chuẩn thôi, lớp ngoài nóc lớp trong cho lên kẽm, sàn sắt nha anh em, có cửa hông nha. Đầu cabin lật WKR 270 anh em, dòng 270 á. Đó, máy điện đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 phun dầu điện tử đời 2020. Xe rất là đẹp, lan can luôn anh em, ghế bọc nỉ 3 chỗ ngồi, xe đi 90 mấy ngàn km. Đời 520, mảng đường kính nha anh em, 99.000, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng mới là đầy đủ. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe xịn sò này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến xem xe trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có đưa em nó về phục vụ đức kinh doanh và trải nghiệm chuyển hóa của anh em. Quý khách hàng 5 số tiến 1 số lùi. Đó, ghế bọc nỉ 3 chỗ ngồi cực kỳ sang trọng, cabin nước sơn màu trắng rất là bắt mắt luôn, sexy như bao gì bao cứng. Vỏ lớp ga cũng còn rất là cao. Đời cao 2020, thùng gòn rất là đẹp luôn anh em. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy riêng nó về phục vụ đức kinh doanh trải vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của bạn. 390 triệu ra đi em. Isuzu đời 2020, tấn 990 đường phố được nha anh em, hoặc đường cẩm trên 2 tấn ở Đồng Nai nha. Khối lượng đồng bộ nó là 49 tấn, thùng dài 4,380, chiều ngang là 1,730, chiều cao là 1,830 anh em, đời 2020, niên hạn sử dụng đến 2045 nha. Đường kính mâm là 15 minh, vỏ 7 inch nha anh em, cầu lớn nè, hai cửa phía sau nè, rất là chắc chắn và rất là đẹp luôn. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em 390 triệu ra đi em. Isuzu WKR 270 đời 2020 xịn sò như thế này nha anh em, 1 tấn 9 nè, thùng nhà 4m3 nha anh em, sexy bao dì bao cứng, đầu cabin dạng lặt nha, rất là hầm hố luôn, rất là đẹp. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến xem xe trải nghiệm lấy thử. Nếu có mấy phù hợp thì hãy xin giùm nó về phục vụ đích danh vận tải vận chuyển há của anh em, quý hàng cùng các bạn nha. Đó, thể tích làm việc của nó nè, 2,9 lít nha. Công suất của cái khối động cơ là 77 kW kèm cho 3.200. Máy của nó là rít làm việc của cái máy khối động cơ là 2,9 lít này nè. Phun dầu điện tử nha, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Máy điện, vỏ lớp ga còn rất là cao luôn. Đăng kiểm vẫn còn anh em. Nếu anh em cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến xem xe trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin nó về phục vụ rất nhanh bằng trải một chuyên hóa của anh em với cùng các bạn. 390 triệu ra đi em. Isuzu WKR 270, 1 tấn 990 đời 2020, thùng dài 4m380, phiên bản thùng kính rất là xịn sò. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại anh em, quý hàng của bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của bên mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại.